Xin thân chào thế này các bạn yêu cờ. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn 3 trận đấu hay và hấp dẫn của ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất. Với những trận đấu luôn đầy biến hóa, công thủ sâu đòn, đẳng cấp hàng đầu của làng cờ Trung Quốc và thế giới hiện nay. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Chi 将军。 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 Hay quá, đòn sát cục quá đẹp. Bây giờ sĩ ăn lên thì mã chiếu rồi ra pháo trùng chiếu là sát cục ngay. Quá đẹp, Vương Thiên Nhất phải buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai của Vương Thiên Nhất.
将军。吃。吃。将军。吃。将军。将军。将军。Tới đây, Trương Học Triều đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 3 của Vương Thiên Nhất.
吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 将军
将军。Dĩnh trưởng rồi. Và tới đây Vương Thiên Nhất cũng đã buông cờ nhận thua sớm. Hai trận thua của Vương. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.